Theo thần thoại Hy Lạp, Dionysus là con trai của thần Zeus và một người phàm là Semele. Sau khi được sinh ra, Zeus đã đưa Dionysus đến sống tại đảo Siphanh. Một ngày nọ, các tiên nữ đi hái nho và đựng hết vào một cái chậu lớn để ăn dần. Dionysus trong lúc lấy đồ trên kệ đã vô tình dẫm phải chậu nho, làm nát khá nhiều nho. Ông sợ bị phát hiện nên đã giấu chậu nho đó vào trong hang. Mấy ngày sau khi quay lại, Dionysus ngửi thấy một hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ chậu nho đó. Ông tò mò uống thử. Khi uống vào, ông thấy một cảm giác kỳ lạ, sảng khoái, tinh thần phấn chấn hơn và ngon hơn bất kỳ loại nước nào ông từng uống. Ông đặt tên cho loại nước đó là rượu nho và quyết định phổ biến loại rượu nho này cho cả thế giới và các vị thần biết. Dionysus đi khắp nơi để chỉ dạy cho người dân nơi đó cách làm rượu nho. Dần dần, rượu nho được sử dụng cho các bữa tiệc. Mọi tầng lớp giai cấp đều yêu thích loại rượu này. Đến cả các vị thần cũng đã chú ý đến rượu nho và tài năng của Dionysus được công nhận. Thần Zeus đón ông lên đỉnh Olympus cùng hàng ngũ các vị thần. Từ đó, Dionysus được tôn vinh là vị thần của rượu nho, thần bảo hộ của các bữa tiệc, của sự vui vẻ, hân hoan và sung túc. Ông thẳng tay trừng phạt những kẻ lợi dụng rượu nho để say xỉn, phá hoại, đánh đập người thân, vì rượu nho là để mang đến sự vui vẻ và hạnh phúc. Biết ơn công lao to lớn của thần Dionysus, người dân đã tôn ông là thần của rượu nho, lập nên gia tộc Dionysus. Nhờ được thần chỉ lối, người dân biết dùng rượu nho để đổi lấy lương thực, nguyên liệu, công cụ lao động, phát triển kinh tế, giúp cuộc sống ngày càng vui vẻ, hạnh phúc, giàu có và thịnh vượng. Điều này đã giúp gia tộc Dionysus trở thành gia tộc giàu có bậc nhất châu Âu. Trải qua nhiều thế kỷ phát triển, công thức ủ rượu ngày càng được tối ưu, rượu nho ngày càng ngon thượng hạng và được cả thế giới ưa chuộng với tên gọi rượu vang. Giờ đây, rượu vang không chỉ là thức uống được ưa chuộng trong tất cả các bữa tiệc, mà còn là dòng rượu duy nhất, tốt cho sức khỏe và mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các chiến thần của gia tộc Dionysus đã có mặt tại đây ngày hôm nay!